Bác để lại 100.000 câu nói vàng ngọc, trong đó có một câu ngắn gọn mà quý giá vô cùng như thế này. Bác bảo là phê bình công việc chứ không xúc phạm con người. Làm sai, làm hỏng thì phê bình cái việc ấy thôi, không xúc phạm con người, vì mỗi người là một nhân cách, từ em nhỏ đến người lớn, từ người lãnh đạo đến người dân thường. Còn có ai mà bác thương yêu như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đâu? Một nhà văn hóa lỗi lạc, một vị thủ tướng mấy chục năm liền bên cạnh bác, người bác rất tin và rất thương. Bác thương vì đời tư của thủ tướng cũng rất khổ, bác càng thương. Mà thủ tướng kể lại cho chúng ta nghe một cái kỷ niệm như thế này này. Thủ tướng nói là suốt đời tôi không bao giờ quên được một lần bị bác phê bình. Nhưng bác chỉ nói một câu thôi, bác chỉ nói một câu ngắn gọn là chú làm hỏng việc mất rồi. Thế thôi mà dằn vặt suốt cả cuộc đời.